Thời hát mùa dạ hiện tại mức lương là 5, ca trung 69, cao ấn tượng 6, kg thể chân thuận trái 3 và phải 5, đấu cho câu lạc bộ Manchester và đội tuyển Anh. Số ấn gốc của anh bao gồm đâm bóng lưu ý khi tạt bóng ở vị trí GK thì khả năng phản xạ của Zaha là rất tốt, cùng với khả năng đổ người. Ta sẽ vào in game. Năng bắt bóng của Zaha là như thế nào? Đối với các thủ môn, lưu ý tạt bóng thì thường là có khả năng cảnh giác và phản xạ những tình huống bóng bổng hoặc những tình tạt cánh của tiền vệ cánh đối phương rất là tốt. Với hát thì chắc chắn là một sự lựa chọn tốt dành cho các huấn luyện viên khi mà ở mùa giải hiện tại thì lương của anh là thấp nhất rồi, 5. Trải nghiệm rồi hát một thời gian thì thấy rằng là khả năng bắt bóng của rồi hát là rất ổn định, hạn chế của rồi hát có lẽ chỉ là khả năng chơi bóng bằng chân anh là không thật sự ấn tượng. Kỹ năng phản xạ như là đổ người, đấm bóng hay là chụp banh bổng thì rất là tốt. Chiều cao lý tưởng 1m96 và một sải tay dài giúp tôi hát thực hiện rất tốt nhiệm vụ bắt gôn của mình. Việc từng là một trong những môn chính của đội tuyển Anh cũng nói lên cái năng lực của giới hát là rất tốt. Tình huống phát bóng xa của giới hát thì bóng đi thường không có độ chính xác cao, môn chơi chân tốt. Là lý do mà Man City đẩy rời hát đi chính là vì Pep Guardiola thích sử dụng thủ môn có khả năng chơi chân tốt. Rời hát thì không phải là mẫu thủ môn đấy. Đối với rời hát đơn giản anh chỉ là đứng trong khung thành và chụp banh. Sút từ xa hay sút bổng anh đều có thể cản phá rất tốt. Tuy nhiên để linh động và sử dụng chân thì hát lại là một trong những thủ môn mà không có kỹ năng và sự cần tốt. Bóng đá hiện đại thì luôn cần những thủ môn không chỉ bắt bóng hay mà còn phải sử dụng chân để cản phá bóng hay nữa. Và đó là lý do mà Ederson của
Man City được lựa chọn khi thủ môn người Brazil này có khả năng sử dụng chân cản phá bóng rất tốt. Như những tình huống phát bóng của môn này có tỷ lệ chính xác rất là cao. Các bạn thấy là khả năng phản xạ của GH là rất tốt. Trong tình huống nguy hiểm thì để cản phá bóng của GH tối cao, đặc biệt là thủ môn này bắt ổn định, là một sự lựa chọn rất đáng tin tưởng dành cho bất kỳ một huấn. Những tình huống dứt điểm góc hẹp vận hành như vừa rồi thì ta có thể thấy là khả năng phán đoán tình huống tôi hát phản xạ nhanh là ở mức bình ra. Đối với tình huống dứt điểm góc óc như vậy thì khó để các thủ môn có thể cản phá được. Ta thấy điểm yếu của GH chính là khả năng phát bóng. Về mức điểm dành cho vị trí thủ môn thì để chấm cho rồi hát mức điểm 8 trên 10. Mạnh nhất là khả năng bắt bóng bổng. Khả năng bay người rất tốt và ấn tượng.